Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do U50 vẫn không hề mơ tưởng chuyện lấy vợ. Được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim của showbiz Việt, chuyện trăm năm của Đàm Vĩnh Hưng luôn được người hâm mộ quan tâm. Trước thắc mắc của đông đảo công chúng, mới đây, ông Hoàng Nhạc Việt đã đăng tải lên Facebook cá nhân một bức ảnh khá hài hước về thực trạng trước và sau khi kết hôn cùng lời chú thích. Hèn gì tôi không hề mơ tưởng gì tới đám cưới cả. Tôi hay quá tôi ơi, vỗ tay cho tôi luôn tôi ơi, thấy ghê. Bức ảnh với ẩn ý là các cặp đôi khi yêu nhau thì luôn chỉnh chu, lãng mạn, đưa nhau đi khắp thế gian. Nhưng đến lúc cưới rồi thì lại ăn vận tinh toàn, nhếch nhác. Chiếc xe chở nhau đi du lịch ngày xưa chất đầy hàng hóa vì cuộc sống mưu sinh và cơm áo gạo tiền. Có vẻ như giọng ca say tình đang lo sợ tương lai của mình cũng thành như vậy, nên U50 vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Bức ảnh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bật cười. Nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng lo xa vì bản thân anh là một đại gia trong V-Biz, có nhà lầu, xế xịn nên sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, không ít fan ủng hộ quyết định độc thân của thần tượng vì cho rằng tình chỉ đẹp khi nhà ai nấy ở, đời mất vui khi hai đứa chung nhà. Và khuyên nam ca sĩ nên ở vậy và cống hiến cho nghệ thuật, đi làm từ thiện chứ không nên đeo gông vô cổ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến trái chiều về việc làm này của Đàm Vĩnh Hưng, cho rằng anh là người của công chúng, mọi việc làm đều có ảnh hưởng tới không ít người. Vì vậy, không nên cổ suý để đi ngược lại với quy luật của con người, để các bạn trẻ học theo. Nếu ai cũng không lấy vợ lấy chồng, thì nay mai dân số già hóa hết thì sao đây? Trong một lần chia sẻ với truyền thông về dự định lấy vợ, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Tôi vẫn hay đùa vui với mọi người rằng khi nào tìm được người ngon thiệt là ngon thì sẽ làm đám cưới. Nhưng đến giờ này tìm hoài không thấy nên chắc cũng sẽ không có đám cưới đó đâu. Nhưng có một điều tôi nghiệm thấy, với một người nghệ sĩ, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều do mình mà ra. Và hạnh phúc ở đây được hiểu theo nghĩa hoàn cảnh, theo môi trường khác nhau. Nếu chỉ nghĩ hạnh phúc đơn giản là một gia đình với những đứa con và một cô vợ thì nó cực kỳ đơn giản. Tôi đã từng có rất nhiều fan nữ mong muốn có con với tôi, có rất nhiều fan xếp hàng chờ tôi lấy làm vợ, tôi nói thiệt." Ở tuổi 49, Đàm Vĩnh Hưng hầu như có tất cả, sự nghiệp đỉnh cao, nhiều bất động sản giá trị, bộ sưu tập xế hộp đắt giá, chỉ thiếu một tổ ấm nhỏ. Trước đó, anh không ít lần trả lời trước truyền thông về chuyện lấy vợ. Nam ca sĩ từng thẳng thắn thừa nhận Mỹ Tâm là người con gái anh thương nhất, nhưng vì chậm chân, cứ nghĩ chủ quan họa mi tóc nâu không có ai nên không chịu thổ lộ. Rồi đến khi biết nàng có bạn trai mới giật mình và cay đắng tự nhận là người thứ ba. Sau đó, ông Hoàng Nhạc Việt cũng tìm hiểu nhiều đối tượng nhưng đến nay vẫn chưa gặp được người phù hợp nhất để làm đám cưới. Nam ca sĩ miệt mài cống hiến cho âm nhạc, tập trung vào công việc kinh doanh và hỗ trợ nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm được xem là một trong những chuyện tình nổi tiếng và đặc biệt nhất V-Biz. Công chúng và truyền thông chưa lúc nào hết tò mò về mối tình nửa công khai nửa thầm lặng này, vì cả hai chưa hề lộ bất cứ khoảnh khắc thân mật nào ngoài đời, nhưng mỗi lần tâm sự về nhau thì phải nói là rất sâu sắc. Mỗi người đối với nửa kia đều rất quan trọng và không thể thay thế bởi ai. Đàm Vĩnh Hưng đem lòng yêu Mỹ Tâm từ rất lâu, thậm chí cách đây 10 năm, anh từng lên tiếng muốn cưới Mỹ Tâm nhưng không thành. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng từng thừa nhận: "Về Mỹ Tâm, cô ấy đúng là người tình trong mộng của tôi. Suốt một thời gian dài, tôi không thoát ra được khỏi Tâm khi đem lòng yêu cô ấy." Tuy được rất nhiều người ủng hộ nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không đến được với Mỹ Tâm. Cách đây nửa năm, Vũ Hà, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng từng hé lộ nguyên nhân chính của sự bất thành này. Theo đó, Vũ Hà nhắc đến có người thứ ba xuất hiện nên cuộc tình đã trở nên bế tắc như thế. Khi biết mình là người thứ ba, Đàm Vĩnh Hưng vô cùng đau khổ. Anh từng nhắn nhủ đến Mỹ Tâm: "Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi, Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ yêu thương một mình em thôi. Yêu một ai đó là cho họ được quyền lựa chọn. Yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc." Theo nam ca sĩ, anh bắt đầu đi hát từ năm 29 tuổi. So với bây giờ, đó là một độ tuổi quá trễ. "Trước đó, tôi hát ở trường học, phường xã, quận huyện rất nhiều. Nhưng để chính thức cầm mic hát như ca sĩ chuyên nghiệp thì phải đến năm 96-97 gì đó", anh nói. Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, số 1 anh dành cho sự ưu ái, ngưỡng mộ cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm, thứ 2 là anh và vị trí thứ 3 là ca sĩ Lệ Quyên. Xét về nghề nghiệp, xét về kỹ thuật, xét về khả năng và danh tiếng, sự ảnh hưởng trước công chúng thì tôi muốn để Mỹ Tâm số 1. Tôi chỉ nhận mình là số 2, còn số 3 là nữ ca sĩ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sĩ có lượng fan nhất nhì trong showbiz Việt. Giọng hát của anh chinh phục không ít người trẻ mà còn với cả người lớn tuổi. Anh cũng là một người thích biến hóa đa dạng và thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và đều nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.